Hello, hello anh em nhé. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình em ơi. Và chào tất cả anh em có niềm đam mê bắt cầu kèo cũng như là đam mê chốt lãi kiếm lúa. Ngày hôm nay thì tôi cùng với tất cả anh em sẽ lại tiếp tục là đi với những khung cầu, đi với những phương pháp hay nhất, ok nhất. Thì ở trong cổng game tài xỉu thiên đường ở chơi này thì có rất là nhiều game, như là game bài đổi thưởng này, hay những tựa game tài xỉu xịt bo sóc đĩa bầu cua baccarat, quay hũ, sảy game online, bóng đá và xổ số. Đấy, tha hồ game cho anh em có thể là đi luôn. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục là vào luôn anh em nhé. Vào luôn ở cái bàn mini game đi. Ở bàn 15 đi. Chạy cầu đi. Để xem là khung cầu kèo nó chạy như nào. Mình đi. Ở đây thì khung cầu mình thấy có chạm khung cầu 322 khá là đẹp anh em ạ. Rồi xem nào. Đây, đa phong khung cầu 322 khá là đẹp này. Thì tận dụng là khung cầu nó đang theo thì mình có thể là vào theo tay 3 15 cũng được, theo cầu của nó thế nào. Theo tay 3 15 theo cầu của nó anh em nhé. À giờ có chạy 22 không? Ui vẫn chạy 22 anh em ạ. Bú tiếp con xỉu ngon quá anh em ơi. Vẫn chạy quả cầu 22, ngon quá, bú con xỉu rồi. Ok. Thì nếu mà vào mà chúng ta đang đi ui tự dưng lại theo luôn quả cầu, bú luôn quả cầu nó đang chạy theo như này. Đang về cầu 22 này thì mình chạy theo luôn anh em nhá, theo luôn quả cầu 22 được chưa? Đấy. Theo cầu luôn anh em ơi. Trạm này thì nó mới đi được có 3 trạm cầu 22 thôi, vẫn có thể là theo được 4 trạm anh em ạ, 4 trạm được chưa? Rồi mình sẽ bắt về cầu tài này. À tiếp tục anh em, chúng ta về cầu tài anh em nhá. Cứ thế mà theo của cầu 22. Cầu rất là ngon luôn anh em ạ. Và anh em nào chưa tải game thì đường link game tài xỉu thiên đường vào chơi mình ghi bên dưới phần comment cho tất cả anh em. Anh em có thể là tải game về anh em nhá. Còn anh em nào muốn kiếm lúa luôn thì có thể là xem xong clip của mình vào lúa và chiến đấu luôn anh em ơi. Rồi tay này thì phấn khởi là đi tiếp một con tài này, 313 tài này, 313 tài anh em nhé. Rồi 553 bú luôn con tài luôn chứ còn gì nữa, mà 553 bú luôn cầu tài được chưa nào. Đấy, đỡ làm sao được, cầu nó đẹp như này đỡ làm sao được rồi anh em, cầu kèo nó cứ lết như này thôi. Vào tự dưng theo cầu bú luôn hai tay có phải sướng không anh em, vào tự dưng theo cầu bú hai tay quá sướng luôn anh em ạ, quá sướng luôn anh em nhé. Rồi sau khi mà khung cầu này nó về con tài và đây có 3 trạm cầu 22 rồi đấy, thì mình hình dung ra đây có cầu 1 2 3 tách tài này, 3 2 1 tách tài, nhưng chúng ta đang theo cầu anh em ạ, chúng ta đang theo cầu chứ không việc gì chúng ta phải bẻ cả, chúng ta đang bú mà. Rồi bú tự dưng bú được cho mình là 6 củ rồi. Đấy thì chúng ta cứ theo thôi, và theo đến cái tay này thì chúng ta theo nhỏ thôi anh em nhá. Vì rất có thể nó sẽ đi một quả cầu, đó quả cầu lọc đây. 1 2 3 tách tài, 3 2 1 tách tài. Đấy thì rất có thể phiên này sẽ bẻ xỉu. Là mình sẽ quyết tâm là mình sẽ theo 4 tay cầu 22. Đấy nên là mình sẽ theo nhỏ tay 24 này. Nào. Theo nhỏ tay 24 này anh em nhá. Ok. Rồi vậy là 2 3 ra 5 chuẩn chưa anh em? Đấy, nó đã bẻ rồi anh em ạ. Lên là form này mình phải vào đâu đó có 2 củ thôi. Vì khung của nó đang có khung cầu 1, 2, 3 tách tài này, 3, 1 tách tài này. Nhưng mình thì lại rất là thích theo cầu. Rất là thích theo cầu, nên là phiên này mình đá theo cầu tài. Đấy, và vào nhỏ, thì nó đã bẻ rồi. Thì cầu này giờ không còn cầu 22 nữa. Thì sau khi bẻ cầu, chúng ta sẽ đi cầu gì tiếp? Thì với con 8 lên con 13, tiếp tục là 13 xuống xí ngậu, xuống con xỉu 10. Thì hai chạm mình có thể quan sát như là chạm 1 và chạm 2 đang đi rất đều, đó là đi lên và đi xuống. Thì chạm này có về cầu 11 hay không? Thì chạm này không về cầu 11 đấy em nhá. Vì cái tâm của nó từ con 5 đi xuống và đang có khung 2 rất nhiều, sẽ rất có thể là cầu 22 sẽ bẻ về cầu 212 hoặc cầu 12. Và cùng lắm thì sẽ là cầu 2112 thôi. Đấy thì mình sẽ bắt cầu 212 luôn. Ok thế nào anh em? Bắt luôn. Đấy, bắt luôn của cầu 212. Nào, còn nếu mà nó ra cầu thêm một con tài nữa thì tay sau mình sẽ chốt căng bắt cầu 2112 anh em nhá. Rồi ok. Đấy bú luôn con xỉu chưa? 135 này, bú luôn cho mình quả cầu xỉu. Đấy chạy cầu nó rất là dễ thôi anh em ạ. Vậy là đã về cầu 212 rồi và anh em chúng ta lại có thể là theo cầu 212 luôn. Đấy, lại có một cái tên cầu mới để anh em chúng ta theo. Rất là sướng luôn anh em, rất là sướng đúng không? Đấy, cầu kèo đi rất là sướng anh em ạ. Rồi về sau khi mà về form khung cầu 212 anh em nhá, sau khi mà về form khung cầu 212. Bây giờ mình theo anh em cứ theo cho tôi tầm 2 cặp thôi, 2 cặp thì cũng được 6 tay. Đấy theo tôi tầm 2 cặp thôi. À phần này thì mình bắt tiếp cầu tài này, 218 tài này. Và khi mà chúng ta bú thì chúng ta tạm thời là chúng ta chốt lại nghỉ luôn anh em nhá. Anh em bú rồi, bú 1 thì chúng ta nghỉ.
bú một một này, muốn bú thêm hai nữa thì rất dễ là toang, được chưa? Bú một này, muốn bú thêm hai nữa là dễ toang lắm. Nghỉ sớm cho tôi anh em nhé. Nào, 2/18 nào. 2/18 tài anh em nhé. Rồi, tiếp tục đây. Ok, 551 bú cầu tài anh em ơi. 551 bú cầu tài luôn này. Đã luôn chưa anh em? Đã luôn đúng không? Lụ luôn cầu tài anh em ơi. Đấy, đơn giản thế thôi. Chạy cầu nó đơn giản thế thôi. Vậy là mình đã bú được cho mình là 30 củ rồi anh em ạ. Bú luôn cho tôi là 30 củ rồi. Rất là dễ dàng. Đấy, và chốt luôn cho mình là được 10 củ. Đấy, hôm nay sương sương kiếm cũng nhẹ nhàng, đâu đó là được 10 củ, chỉ việc theo cầu thôi. Đấy, rất là ok đúng không? Rồi giờ thì có thể là mình sẽ ra thu lúa về anh em nhá. Khi mà tôi chơi thì tôi xác định là tôi sẽ ăn lon. Ăn lon anh em ạ. Còn anh em nào muốn có nhiều cách chơi, nhiều phương pháp chơi cũng như là soi cầu mới nhất, hay nhất cập nhật ở trên kênh thì có thể là đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên. Min con này chỉ có 1 lít thôi và vào lúa ra lúa rất là nhanh, thoải mái cho anh em đi cầu kèo luôn. Kèo luôn anh em ạ. Nên là cứ tự tin mà kiếm lúa cho tôi anh em nhé, tự tin kiếm lúa cho tôi. Rồi. Chúc anh em là hôm nay 83 86 anh em nhé. Nào, tại này thì tôi sẽ quyết định là thêm một phát xỉu nữa theo cầu 1212. Mới bảo rồi cầu 22 thì chỉ có về cầu 1212 thôi. Thấy chưa? Lại thêm một tay 5M nữa, lại kiếm được thêm 15M. Đấy, rồi ngày hôm nay thì đi khá là thông luôn, anh em thấy này, nhìn rất là thông luôn đúng không? Đi toang đúng một tay. Đi chỉ toang đúng một tay thôi, anh em chỉ cần ăn thông một cái dây như này thôi là chúng ta nghĩ rất là chất lượng rồi. Thà đi ít nhưng mà chất lượng. Đấy, đi ít còn chất lượng. Rồi thì thế như này thì anh em thấy như này thì anh em cứ theo cầu cho tôi anh em nhé, cứ theo cầu 1 2 thôi. Còn game thiên đường ở chơi này thì còn rất là nhiều sự kiện như là chia sẻ vòng quay, chia sẻ bạn bè, nhận lượt quay, quay đủ lên 5 lít là lũ 3 ngày reset một lần. Ủa còn thiếu 25k nữa này, kiếm tầm 10 vòng quay nữa là được 5 lít, tự dưng lại có thêm 5 lít free anh em ạ. Ngon quá là gì, ui mặt buồn nhỉ. Thôi ra kiếm thêm mấy anh em nữa là được rồi đấy. Rồi, anh em muốn biết thêm chi tiết về cái sự kiện này thì có thể là xem tham khảo đây anh em nhé. Rồi thôi, tôi bye bye anh em đây. Hẹn tất cả anh em đi clip sau anh em nhé.